Họa sĩ người Pháp Joseph Yngui Betty, sinh năm 1896, mất năm 1971, quê hương ông tại thành phố Cảng Marseille thuộc địa trung hải của Pháp. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã cho thấy sự yêu thích với vẽ rất lớn. Ông đỗ vào trường nghệ thuật thiết kế quốc gia Pháp năm 1910 và cũng theo học các khóa chuyên sâu về kiến trúc. Việc học của ông bị gián đoạn khi ông phải nhập ngũ trong Thế chiến thứ nhất. Sau chiến tranh, Ông trở lại trường nghệ thuật và giành được học bổng du học vào năm 1920, đã đưa ông đến nhiều nước như Hà Lan, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha. Năm 1925, ông chấp nhận lời đề nghị của Victor Tazi để dạy nghệ thuật trang trí tại trường mỹ thuật ở Hà Nội và cũng bắt đầu từ đây, ông cùng với người đồng sáng lập trường là họa sĩ Nam Sơn bắt tay vào việc xây dựng nền tảng cho trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ngôi trường này là cái nôi của các thế hệ họa sĩ bản xứ đã đã tìm thấy sự hòa giữa cái nền thực hành nghệ thuật truyền thống Việt Nam với Mỹ học hiện đại phương Tây. Một sự kết hợp đã dẫn tới sự thay đổi gần như hoàn toàn khung cảnh mỹ thuật Việt Nam. Giáo hép y ngui Betty là trưởng khoa hội họa của trường. Giảng dạy tại đây trong hơn 20 năm có ảnh hưởng to lớn vào sự ra đời và phát triển của nghệ thuật hiện đại Việt Nam cũng như khẳng định vai trò của ông như là một bậc thầy thông thái đối với các thế hệ họa sĩ thành danh đầu tiên của việt nam như lê phổ nguyễn gia trí mai trung thứ nguyễn phan chánh vũ cao đàm tô ngọc vân ông luôn thúc đẩy các học trò của mình thử nghiệm các kỹ thuật đa dạng và khuyến khích họ không bao giờ bằng lòng với thành quả của mình ông cũng luôn khuyến khích họ hãy thực hiện những bức tranh thể hiện đậm đặc màu sắc văn hóa quê hương cùng với đó ông đề cao cách thể hiện màu sắc và ánh sáng. Trong tranh của Inui Betty, người ta có thể cảm nhận thấy rõ đường đi của ánh sáng. Đặc biệt, tranh ông sử dụng những gam màu dịu dàng, lãng mạn. Một trong những đóng góp lớn khác của Inui Betty đối với mỹ thuật Việt Nam chính là việc ông đã cùng với các học trò của mình thử nghiệm dòng tranh sơn mài. Dòng tranh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của hội họa Việt Nam đối với hội họa thế giới. Trên phương diện sáng tác, các tác phẩm của Y Ngui Betty mạnh mẽ, thuần nhất và đầy biểu cảm, cho thấy những ảnh hưởng của cả chủ nghĩa tự nhiên và trào lưu ấn tượng của hội họa Pháp, thể hiện ở khả năng xử lý một cách táo bạo các yếu tố tự nhiên, đi cùng sự mô tả trực tiếp và mang tính thi ca các khung cảnh và nhân vật trong tranh. Nhờ đó đạt được trạng thái hài hòa và cân bằng về mặt nghệ thuật. Từ ngày đầu tiên khai giảng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1925, Joseph Betty đã cho thấy nhãn quan và vốn liếng nghệ thuật hào phóng của ông. Trong số nhiều họa sĩ châu Âu định cư tại Đông Nam lúc ấy, Betty là một nhà cách tân hiếm hoi, người mà nghệ thuật và những gì ông để lại cho đời đã phản ánh sự ngưỡng mộ đến mức mê say đối với Việt Nam. Các tác phẩm mang tiếng vang lớn cho do hép Betty tại Việt Nam phải kể đến bức tranh sơn dầu phụ nữ và trẻ em được vẽ vào năm 1934. Bức những người phụ nữ gặp mặt hay những tác phẩm họp mặt đất và người miền bắc người phụ nữ nằm võng cô gái miền bắc đi chợ gần như tất cả các tác phẩm của ông đều hiện lên một cách chân thực và rõ nét về những con người và cuộc sống của một thời xưa cũ của việt nam đem lại những giá trị nhân văn và chân thực cho đến tận bây giờ